Hello, xin chào quý khách hàng nhé. Như hôm trước mình có đăng mặt tiền kinh doanh buôn bán, đây bên chủ có gửi bên mình 5 căn mặt tiền kinh doanh buôn bán tại Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em review lại để cho khách hàng mình xem. Ở đây có lốc 5 căn, đây có căn 2 mặt tiền này, và dưới đây từ đây đi chợ là ngay ngã ba này nhé. Ở đây có chợ ngay đây này. Ở đây kinh doanh buôn bán rất là sầm uất. Đây là mặt tiền thuộc Linh Xuân Thủ Đức, đang buôn bán kinh doanh rất là sung nhá. Hôm vừa rồi em có quay mặt tiền này. Ở đây có bán cà phê này, bán cơm này, bán cháo này, đầy đủ các mặt hàng luôn nhé. Thì anh chị quý hàng nào có nhu cầu mua để kinh doanh buôn bán tại Thủ Đức thì hãy nhanh tay liên hệ với em. Ở đây đang có 5 căn. 5 căn này mỗi căn có diện tích và mức giá khác nhau. Ở đây diện tích dao động từ 95m² cho đến 145m mỗi căn. Như căn 2 mặt tiền này là đang có diện tích là gần 200m², giá là 14.500.000.000 đồng. Và bên quán cà phê này là 94m². Quán cà phê này là 94m² nhé. Hiện đang cho thuê quán cà phê tháng gần 20 triệu. Thổ cư là 72m và đang gửi bên em bán với giá là 7.300.000.000 đồng cho diện tích gần 100m², một mức giá rất là mềm tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ em sẽ quay cái các căn này. Đây cái căn này mặt tiền rất là lớn nhé. Đang bán cơm đồ ăn sáng. Bây giờ đang tầm 10 giờ nên là quán xá cũng hơi vắng một xíu. Nếu buổi sáng là rất là đông, hoặc là buổi chiều, buổi trưa. Đây ngay chợ luôn nhé. Quý anh chị khách hàng nào có nhu cầu mua ở, mua đầu tư thì hãy nhanh tay liên hệ với số điện thoại của em trên màn hình, số 0973 114 255. Em sẽ dẫn vào xem từng căn ở đây nhé. Ở đây đang có một căn mặt tiền buôn bán rất là tốt ngay đây. Kế bên mình đây có sân vận động nhé, ngay nhà văn hóa này, đây có sân vận động này. Mặt tiền buôn bán rất là sung. Như hôm trước em đã quay rồi thì hôm nay em sẽ quay lại cho quý anh chị mình xem. Diện tích từ 94-95m trở lên đến là 170m. Hai mặt tiền kinh doanh buôn bán giá dao động từ 7.300.000.000 đồng cho đến 14.500.000 nhé. Nhà tại Linh Xuân, quận Thủ Đức,